ta có thể thực hiện công việc được tốt hơn. Một việc thú vị của công nghệ đem lại đó là gì? Ngay trong thời điểm mà cách ly xã hội, mọi người đóng cửa ở nhà hết, thì chúng ta vẫn có thể tổ chức một cái hội thảo như vậy được. Tức là một người phiên dịch phải có luôn khả năng khác, đó là khả năng sử dụng công nghệ. Đó là những hình thức phiên dịch trực tuyến, phiên dịch online qua những nền tảng như là Zoom hay bất cứ nền tảng nào khác mà có hỗ trợ việc phiên dịch song song. Hiện tại, sau nhiều lần làm việc phiên dịch online, thật ra cái này đối với tôi không có mới. Cách đây nhiều năm tôi đã có làm rồi, nhưng mà trong cái việc Covid vừa rồi á, thì nó càng có dịp thể hiện nhiều hơn. Và gần đây thì đội nhóm của tôi, những cộng tác viên hay là học viên của tôi mà đã ra nghề rồi đó, cùng làm việc với tôi trong những phiên hội nghị trực tuyến này. Và cảm thấy rất là thú vị. Mặc dù dĩ nhiên cái gì nó cũng có good side, bad side, phải có on the flip side của nó, những cái khó khăn vân vân. Tôi sẽ nói về một số đặc điểm, những cái tốt và những cái chúng ta cần phải xem chừng trong việc thực hiện phiên dịch hình thức online. Để đẩy mạnh, có nghĩa là để đẩy mạnh tốc độ thu hồi vốn. Có cho phép bên cho vay quyền để chấm dứt hoàn khoản vay hay không? Yeah. So rest assured that the event will be handled. Và cũng cảm ơn các bạn đã đến để mà lắng nghe và to listen. Like I said, the weekend is very precious. So for three of us, because we can't speak socially, but we are. If you are listening to me now. Thường xuyên phải cập nhật, bởi vì cũng không ai sẽ biết hết tình hình diễn ra thế nào. In every country, that's the eighth episode is in Vietnam. Khái niệm của chuyện này là gì? Khi chúng ta đi tới việc mà nhờ trọng tài thì nó không phải là một bên hay là một cái giải pháp mà toàn diện cho tất cả, mà đó chính là tùy vào mỗi bên và nó phù hợp với mỗi bên hay không. Thì các bạn hãy nghĩ một chút xíu về cái chuyện đi ra tòa đi. Tại Mỹ thì nó tốn kém như thế nào? Thì chúng ta thấy là cái việc ra tòa tại Mỹ á, đôi khi người ta tới tại tòa nhưng mà người ta cũng không có biết là chuyên gia như thế nào, và tòa cũng không phải là tòa có những chuyên gia cụ thể về mặt xây dựng, cho nên là đó là những cái người rất là chung chung mà chúng ta không thể nào mà biết, nói là họ hiểu được luật xây dựng, hiểu được quá trình xây dựng của chúng ta, cho nên là phải có một giải pháp khác nhằm để cho các chuyên gia vào cuộc và chuyên gia đó sẽ cho ý kiến cá nhân của mình. I think that Trung can bring you all here to Vietnam to share your experiences, which will be marvelous. And I would like to take the chance to say thank you before I close the session of today for the Mediation Week of Vietnam, and this is a very first step. Nếu cách nói về anh Quang mà vừa chia sẻ là người Nhật có cái xu hướng tập thể hơn là sử dụng cá thể. Nói khác là người Nhật thì coi trọng hài hòa hơn, mà nói khác là chủ nghĩa tập thể. Thì nó mới là những cái này nó tìm ra chứ em bám sát luôn chứ làm gì mà. Tại vì nếu biết câu đó ra không nghĩ gì đâu. Đúng rồi. Tự nhiên người quân tử phải rất là nhường nhịn. Câu đó không ra cái câu trước biết quân tử rồi.